Phần thứ nhất đó là phần từ ngữ theo chủ điểm. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng lần lượt mở rộng vốn từ nhân hậu và đoàn kết. Chúng ta sẽ cùng đến với bài số 1. Yêu cầu của bài số 1 là tìm từ ngữ và các con sẽ có hai nhóm từ để tìm. Nhóm thứ nhất, chúng ta tìm từ trong chủ điểm nhân hậu. Đó là tìm những từ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại. Và ta cũng có thể mở rộng thêm bằng cách tìm từ trái ngược với nó, đó là từ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương. Từ đồng nghĩa, ví dụ như lòng thương người. Từ trái nghĩa với nhân hậu, ví dụ như độc ác. Nào, bây giờ sẽ cùng theo dõi trên màn hình xem cô và Tulia gợi ý cho các con những từ ngữ nào nhé. Với nhóm từ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại, con có thể tìm những từ như lòng nhân ái này, lòng vị tha, tình thân ái, thương cảm, tình thương mến, yêu quý, xót thương, đau xót, tha thứ, độ lượng, bao dung hoặc xót xa. Đây chỉ là một trong số những từ nằm trong nhóm từ thể hiện lòng nhân hậu, yêu thương đồng loại. Bên cạnh đó, con cũng sẽ mở rộng bằng cách tìm từ trái ngược hoàn toàn, đó là từ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương. Gợi ý của cô và Tulia là hung ác, nanh ác, tàn bạo, cay độc, độc địa, ác nghiệt, hung dữ, dữ tợn, dữ dằn, bạo tàn, cay nghiệt, nghiệt ngã, ghẻ lạnh.